trâu gác bếp. Trâu gác bếp này. Phải các anh em bảo là thuốc trừ cỏ. Nhưng mà không hiểu sao người ta để cái tên như vậy. Chào buổi sáng mọi người nhá. Bây giờ mới có 6 giờ sáng rồi các bạn ạ. Anh em mình đang có mặt ở cái chợ phiên Co Mạ. Đây chợ trước đây là gồm có 3 xã là Co Mạ, Co Tòng và Pá Tông này các bạn này. Đây là một cái chợ phiên chủ yếu là cộng đồng người Thái và người Mông các bạn ạ. Thuộc xã Co Mạ, huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La các bạn. Chợ này thì họp rất là sớm. Anh em mình sáng nay đã phải dậy từ lúc 3 giờ 30 để di chuyển vào đây. Đi từ đường quốc lộ ngoài là đường quốc lộ mấy chị nhỉ? Quốc lộ 6 à? Ở chỗ trung tâm huyện đấy. Đi vào đây là mất khoảng 1 tiếng 30 phút các bạn mới vào được đến cái xã Co Mạ này. Bây giờ thì các anh chị mới đang bày hàng ra thôi. Chưa có người đến chợ mấy. Và mùa này thì các chị bảo là chợ nó cũng vắng vắng thôi. Chị bảo năm nay dân đói quá không có tiền đi chợ. Trời nắng quá, dân đói hết rồi. Chị bảo năm nay là hạn hán nhiều bạn. Đáng ra là tầm này là chị bảo là mình đi trồng sắn rồi đúng không? Đáng ra là chị bảo bây giờ là đáng ra là phải trồng xong sắn rồi nhưng mà trời nó không mưa nên là chưa trồng được. Bây giờ thì mọi người nên nương đi dọn dẹp nương rẫy để chờ nó mưa xuống rồi mới trồng sắn trồng ngô. Anh em mình sẽ vào đây thưởng thức bánh rán của người Thái đã xong rồi mới vào được. Đợi mọi người đến chợ thì sẽ ghi hình tiếp cho các bạn xem. Chợ này thì họp vào thứ hai các bạn. Mỗi thứ hai nữa chị nhỉ? Vâng. Còn cái Co Mạ xã là nó họp thứ tư à? Thứ năm. Thứ năm ạ? Thứ năm mới chủ nhật à? Hay là mỗi thứ năm? Mỗi thứ năm thôi. Mỗi thứ năm ạ. Chợ trên đấy có đông hơn không ạ? Chị lại không đi chợ trên đấy à? Cũng gần gần nhau thôi mà nhỉ? Gần nhau thôi. Có lâu mà lại được một năm. Chợ Co Mạ cũng như thế này ạ. À? Vâng. Dân đói hết rồi. Các chị và dân đói nên là không có bố mi ngơn à. Bố mi ngơn không có tiền đi chợ. À, tức là trước là chợ nó sẽ tập trung hơn đúng không ạ? Bây giờ là các xã đều mở chợ ạ. Vâng, nên là Co Mạ vắng hơn. Chứ công nhận là mình nhìn quy mô của chợ Co Mạ này cũng lớn lắm. Mình sẽ ghi một vài cái hình ảnh mọi người chuẩn bị bày hàng cho các bạn xem. Lạnh nha. Trời mát mẻ dễ chịu này. Quay được hình ảnh đẹp không? Anh chị đã đi chợ về rồi à? Vâng. Về vội để đi lương à? Vâng. Mua măng với này, cái ô doa này xong là để măng. Mọi người đang chở đồ đến thôi. Bắp cải này. Khô hạn thế này mà anh này trồng được bắp cải này là cũng giỏi lắm đây. Chắc là chàng trai gọi là chăm nhất của bản đây rồi. Bánh rán xúc xích. Em gái này bán cái gì? Ừ? Em bán chè à? À trà sữa. Trà sữa thì tí trưa anh mua cho nhá. Sáng ra thì ăn bánh đã. Sáng ra chưa dám sáng ra chưa dám ăn trà sữa. Đây các cô, các chị này mang đồ đến chợ này. Các cô người Thái. Chị bán cái gì đây? Không bán cái gì? Không bán cái gì à? Chị đã chuẩn bị sẵn ở trong cái giá kìa, chắc giờ mới bày ra. Nhưng chắc chị đang xấu hổ. Chị có cái gì đây? Gà. À, đi bán gà. Đây các cô người Mông đây.
có chổi, có rau thơm. Cái rau thơm này là phải có thịt dê cơ nhỉ. Cái rau thơm này này, cái rau thơm này ăn với thịt dê này. Cái cải của người Mông trồng này nó khô quá, nó cũng không tốt được mấy này. Trong cái bó người ta biết là cây gì không? Các cô chia sẻ là trước đây là chợ Co Mạ này có nhiều xã tụ tập về đây bán hàng thì sẽ rất là đông. Nhưng mà gần đây thì một số xã cũng tự mở chợ phiên của mình rồi. Đấy, nên là lượng người sẽ ít đi. Và phải vào những cái dịp ngày lễ hay là ngày gì đó lớn lớn thì mới đông người các bạn. Vâng, chào cô. Rau thối ra cái là bốc mùi lên luôn. Phắc Nam. Đấy, cái không khí mọi người chuẩn bị để bán hàng cũng vui lắm nhá. Mình nhớ còn nhỏ là thỉnh thoảng cũng theo mẹ đi chợ. Có cái gì đó, nhà có cái gì đó thì chuẩn bị từ tối hôm trước, nhưng mà để sáng hôm sau đi chợ sớm để bán. Đây có một hàng chè. À đây bà, đây có mấy đồ đan ép khẩu đẹp lắm này. Ô, cái này bà đan nào nó tạo hiệu ứng như 3D ấy này. Trông nó riêng có một cái kia nhìn trông rất là tâm này. Em nhìn thấy cái ép khẩu ở trong cùng không? Nó hiệu ứng 3D, em nhìn ra giống như kiểu là nó có độ sâu ấy. Nó có chiều sâu đúng không? Ừ, đúng rồi. Đây, cái này cũng thế này. Cái ngoài này cũng vậy này. Nó đều như thế hết, nhưng mà chẳng qua là mình không nhìn rõ, mình không biết được. Đan kiểu này nó tạo ra cái hiệu ứng thật. Bà có cả đường đường mía. Đường phên. Nhà bà làm hay là mình lấy về ạ? À? Đi mua thôi. À mình cũng nhập về xong mình bán lại ạ. À. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn bà. Đấy, anh giờ bắt đầu nổi lửa, bắt đầu rán bánh. Chắc là anh chuẩn bị cho chị ra rán rồi chứ. Chứ anh rán luôn thì lại độc đáo quá nhỉ. Con gái đi phụ cho bố à? Cháu. À cháu ạ. À. Cháu lội cho ngoại đấy chú. À à à. À chưa lên được à. Đấy, chú này cũng tự tay cắt bánh nha. Đây, ở đây có một chị người Mông. Chị bán quần áo à? À, cũng đang chuẩn bị, giờ mới chuẩn bị bỏ đồ ra thôi. Anh em mình về ăn tạm cái bánh đã. Đợi tí mọi người đến chợ đông thì sẽ ra ghi hình. Đây mình thấy có một bà người Mông có cái mũ rất là độc đáo này các bạn này. Lần đầu tiên mình nhìn thấy cái mũ này luôn. Bà cũng đi chợ thôi chứ không phải đi bán hàng. Bà ơi, cho cháu chụp một cái nào. Không chụp, ui, lông mày đẹp chứ. Mũ đẹp. Chợ giờ đông hơn một chút rồi các bạn ạ. À, mấy cô ở bên này cũng đội cái mũ như thế này các bạn này. Sao bà vừa sẵn lại chụp ảnh? Phải không?
thôi. Đi rồi nè. Trông rất là độc đáo luôn. Ồ, cái này mà vào dịp dịp những ngày lễ Tết mà lên đây ghi hình các cô này, các thiếu nữ nữa thì chắc là nhìn sẽ đẹp lắm đây. Đây chỉ là phiên chợ ngày thường nữa nhá. Đó, con này khá là đẹp này các bạn này. Đây có chị người, cô người Mông này, có một số cái con trai con hến bắt ở suối mang ra bán này. Rau dưa. À, cô đây có một tổ ong các bạn ạ. Cô có một tổ ong. Cả chợ giờ nhìn mới nhìn thấy một tổ ong này. Ong này ong đá các bạn ạ. Nó cũng không có nhiều mật lắm. Đây đông rồi đấy các bạn ạ. Mình rất là thích quay kỹ những cái mũ này cho các bạn xem. Cái mũ này thì không biết là con gái có đội không hay là chỉ các cô lớn tuổi này mới đội. Mình cũng rất là tò mò, nhưng không biết hỏi ai bây giờ. Hai em mày là người Mông à? À, anh hỏi là các em trẻ thì có đội cái mũ như các bà đang đội đây không? Không à? Chỉ các bà mới đội thôi à? Thế còn trẻ thì có mũ khác à? Ờ, cái mũ đây này. Khi nào có lễ thì mới đội. À, tức là người trẻ cũng đội à? À, đấy là hy vọng là một cái dịp ngày lễ nào đó mình có thể được quay lại đây ghi hình để xem khi các cô gái trẻ đội thì nhìn trông nó sẽ như thế nào. Trông nó lạ mắt lắm. Đây là mới thấy các bà đội thôi. Cô đi bán gà. Mấy ra là mấy cục cơm ăn. Chợ trong này thì chưa ảnh hưởng gì của du lịch các bạn ạ. Nên nói chung là người dân gọi là chân chất mộc mạc, hay có cái gì thì bán cái đấy các bạn. Chứ chưa có kiểu là ảnh hưởng của kiểu khi mà du khách đến cần cái gì thì kiểu như mọi người chế ra để bán cho khách ấy. Chưa có kiểu như thế. Hoàn toàn là mọi người bán theo truyền thống từ xưa đến giờ thôi. Hai mẹ con đã về rồi à? Chị ơi, chị em đội thử cái mũ này nhá. Đội thử xem là con gái đội mũ có đẹp không? Ừ, đúng rồi. Giang trước thì nhìn cái gì? Mặt nhìn kiểu gì? Trời. Trông giống con muỗm. nhọn như con muỗm gì. Trời, thả tay vào. Em lấy điện thoại em chụp đi. Xin gái hay gái không để khán giả trả lời. Cảm ơn chị nhá. Ông đội hơi lệch. Kém miếng không chịu được các bạn ạ. Mình cũng phải đội thử xem nào. Trang phục là của người Mông gì nhỉ chú nhỉ?
Người người Mông gì? Ở đây là người Mông xanh hay đỏ hay là Mông đỏ? Người Mông đỏ. À, một cái mũ rất là đặc trưng. Mông xanh, Mông đỏ. Mông đỏ, mình là Mông đỏ đúng không ạ? Mình cứ sợ nó rơi. Rất là ấn tượng. Thôi để giải cho chị nào. Không biết là chị từ sáng giờ đã bán được cái nào chưa? Từ sáng giờ bán được mấy bộ rồi chị? Chưa được bán được à? Khách chợ vắng nên là các chị bán cũng khá là khó. Mùa này thì là không đông mấy. Không được rồi. Vâng. Mùa đói. Bọn đói thì mình cũng đói rồi. Vâng. Mình đi chợ xa không chị? Có. Nhà ấy? À, 7 cây ạ. Từ Cơ Mạ mà. Vâng. À, trên xã đấy hả? Vâng, trên xã Cơ Mạ. Trên đấy thì chợ hôm thứ năm có đông hơn không? Chợ Cơ Mạ thì nó ít hơn ở trên này. À, còn ít hơn nữa à? Ít hơn. Trên đấy là họp thứ năm mà. À, vâng, cảm ơn chị. Có dịp em sẽ qua lên trên chợ để trên đấy chơi. Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà chính những cái chợ kiểu là ở xa xôi, vắng vắng một chút thế này thì du khách thì rất thích các bạn ạ. À, phía sau chợ là mọi người bán thịt lợn. À, bày nguyên một phản. Ồ, đang không tin tưởng cái cân nhà mình à? Toàn các chị người Thái bán thịt thôi. Các chị không có công ăn việc làm đâu, các chị phải bôn ba vất vả thế này. Ở nhà lấy chồng thôi. Đấy. Toàn các chị đẹp thế này. Bị trai nó lừa đấy. Mà đi ngồi gọi là người ta gọi là ngồi phải ngồi ngồi lê bán thịt này. Này các chị mà sinh ra ở phố là chết ở thành ấy hết rồi. Thành. Này sinh ra ở phố là thành toàn các hoa hậu thôi. Đây là chị bán cả bò cả trâu nữa các bạn. Vâng. Em ơi, chị ơi, bắt kẹp tìm cho nó bắt thái cùng cân đấy. Anh mua của chị này, anh cứ phải mua dư lên mới phải ấy. Người bán thịt đẹp thế này. Sinh này mà vẫn đấy, thế đấy em. Sinh này mua được thịt xong lại còn được ngắm người đẹp này nữa. Sinh này vẫn còn thế đấy. Có chồng nữa chứ có người yêu. À. Thế này là phiên chợ nào cũng cứ bảo vợ là cho chồng đi mua thịt này, chết. Ông nhớ cho là này mà. Vợ ăn thịt không chồng đi mua. Suốt ngày chồng cho vợ ăn thịt. Đây những chị chắc nhà xa quá giờ mới đến đây. Hay hôm qua ngủ quên chị? Ngủ quên rồi. Hôm qua ngủ quên. Khả năng nhà có khách nên là tiếp rượu là say quá. Đi cày cả ngày. Đi đâu chị? Đi cày cả ngày ấy. À đi cày á? Cày trên đồi ấy ạ? Vâng. Mệt quá không dậy được. Trong mấy nay trời nắng nóng đó các bạn ạ. À, về đêm sáng sớm thì nó dịu xuống thì giấc ngủ nó sâu lên là không muốn dậy nào. Sáng nay nha mình cũng phải vận động mãi mới dậy được để ra chợ. Trong này thì khu đồ gia dụng, thực phẩm khô và cũng có ít người thôi các bạn. Có một gian đồ hiện đại của hai bạn trẻ. Ngại gì anh như giời ơi, sao lại ngại anh nhỉ? Có chồng chưa mà vẫn còn ngại là con trai này. Em kia là chưa chồng à? Có chồng rồi à? Thế còn em mà chưa chồng à? Cũng rồi. Đấy, phải tự tin như em này chứ.
Ông mua được cái gì rồi này? Bảo ông mua được cái gì rồi? Cái này là phá nương này. À, dao dao. Ông mua về hay là ông bán đây? Ông bán à? À, bán dao phát lương. Vâng. Rau tầm bóp này, rau cải này. Mà trời nó năm nay hạn hán ít mưa nên là cái cây rau nhìn nó không được mỡ màng các bạn. Đây chắc là cái món mà thu hút được nhiều người đến mua hàng nhất đấy các bạn ạ. Măng, đối với người cộng đồng người Thái thì măng gần như là mọi người ăn quanh năm luôn. Mặt trời bây giờ mới hé hé lên trên đỉnh núi này các bạn ạ. Chợ thì mỗi lúc một đông hơn. Chú đọc được hết không? Làm gì mà không đọc được hết? Đọc được hết à? Dành chơi. Học hết lớp 7 là làm cán bộ được rồi ấy ạ. Từ xưa đấy, từ 75 ấy. À, chú bảo chú học hết lớp 7 ấy. Tức là ngày xưa là trình độ hết lớp 7 là cao lắm rồi. Nếu mà nhà mà cho đi học thêm tí nữa là làm cán bộ đúng không ạ? 9 trên 10 à. À, thấy 9 trên 10 thôi. Nhưng mà chú không thích làm cán bộ. Giờ là ở nhà thôi. Bây giờ thì làm cao tuổi rồi đấy. À, giờ làm hội người cao tuổi. Thế còn trước là chú làm gì? Làm ở xã. Làm ở xã. À. Thế nhưng bây giờ về lại thích buôn bán. Hai mẹ con cô ấy bán được nhiều bánh chưa? Anh đang hỏi mẹ cơ mà, anh hỏi em đâu mà em đã chạy đi rồi. Không bán được tí nào. Chưa bán được hả cô? Bánh ở đây hình như có 1.000 một cái sao nhỉ cô nhỉ? Đúng không? Bánh rẻ lắm, vừa lấy cháu ăn ở trên kia 10 cái hết có 11.000 thôi. Bạn nào mà nghiện bánh rán thì lên đến đây ăn bánh của các cô người Thái này, vừa ngon vừa rẻ. Rán bánh đi cho anh quay một hai góc nào. Ở chợ này quay tất cả mọi người rồi còn thiếu mỗi mình em thôi. Chợ vắng người quá nên là gặp ai cũng phải ai cũng quay. Còn thiếu mỗi em này thôi. Được không? Được không? Ê, mẹ bảo là cho anh ấy quay đi, mẹ còn bán được bánh. Em này mà lên TV là rất nhiều anh là sẽ tìm đến cái chợ Co Mạ này để đi tìm em này đấy. Nhà cô đã tuyệt rẻ chưa cô ơi? Chưa. Em học lớp 8 hay lớp 9? Lớp 8 à? À, mới học lớp 8 thôi. Cơ bản là cố tình là muốn trêu để cho em ấy nói chuyện thôi các bạn ạ. Chứ còn chắc chắn là còn bé lắm. Độ khoảng đôi năm nữa thì chắc là em ấy mà ngồi đây bán bánh thì chắc là các anh ấy ngồi vòng trong vòng ngoài rồi. Em ơi cho anh một cái em nào, anh ăn thử nào. Ui, gắp anh cái trong chảo này anh tuột da ra mất. Thề là vừa lấy anh em mình ở trên kia là ăn 10 cái rồi đấy. Nhưng mà thấy bánh ở đây có vẻ ngon hơn lại ăn tiếp. Với cả cái bánh thì mọi người làm cũng bé bé và ít ít đường thôi. Mình thích ăn cái kiểu nó nhạt nhạt như vậy. Nhưng nhiều nơi làm ngọt quá thì ăn không được nhiều. Được rồi, em không cần ngồi gần cái chảo này quá đâu. Tí nữa chảy hết mồ hôi ra người đã bé này.
Tí này này chảy hết mỡ nữa này, gầy nữa. Ngồi xa xa ra để anh trông cho. Đây là học xong lớp nào là bỏ sách cho mẹ đi rán bánh hết hả? Mua bánh đi cô ơi. Bánh giá rẻ bất ngờ. Ngon thì vẫn như mọi hôm thôi, nhưng hôm nay rẻ hơn. Thôi anh ăn no bánh rán rồi, Tâm ngồi đây ăn chơi với em Huệ nhá. Giả ghế cho em Huệ, em mới còn ngồi từ nãy giờ ngồi, mình ngồi hơi lâu rồi. Mà thấy em bé đeo cái gì ở cổ ấy? Cái này cho xem cái răng con gì đấy. Cái này á, vâng. Con này á. Cái này răng con nhím. Răng nhím cơ à? À, đeo cái này để làm gì vậy ạ? Đeo trừ ma hay là cho đẹp thôi? Cho đẹp thôi. Đeo cho đẹp à? Cho để đẹp. Răng nhím à? Răng đỏ nhờ? Răng nó đỏ, đỏ hẳn lên này. Đỏ. Một em bé chắc cầm có nóng không? Không nóng đâu. Này, cho em bé. Cho em bé. Cho em bé. Xin. Tạm biệt nhá. Vẫn có những chuyến hàng được mang đến chợ các bạn ạ. Rau rau. Đây là cái can nước giặt hay cái gì? Thế mọi người mua nhiều. Châu gác bếp. Châu gác bếp này. Phải các anh em bảo là thuốc trừ cỏ. Nhưng mà không hiểu sao người ta để cái tên như vậy. Các bạn ơi, anh em mình đã đi nhanh qua cái chợ. Gọi là trước là cụm của ba xã ấy. Trung tâm là xã Cò Mạ. Cò Mạ nhỉ? À, tuy nhiên thì bây giờ chỉ còn chủ yếu ở Cò Mạ thôi, còn hai xã kia thì cũng có chợ phiên rồi, nên mọi người đến cũng không được đông lắm. Với cả cái mùa này mọi người đi lương rẫy nhiều. Đấy thì nhưng mà mình thấy nó cũng rất là thú vị. Các bạn có dịp lên trên Thuận Châu Sơn La du lịch thì có thể ghé thăm cái chợ này vào sáng thứ hai hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của anh em mình. Xin chào và hẹn gặp lại.